Xin chào cả nhà. Hôm nay là chào mừng mọi người đến với cái kênh kỹ thuật ghép cây của mình. Đây là cái cây quýt hôi các bạn ạ. Đây là cây quýt hôi của nhà mình. Hiện nay thì mình đang chuyển đi cho khách các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy những cái cây quýt hôi. Đây, mình phải thuê hẳn một cái xe dàn dài như thế này. Đấy, thuê hẳn một cái xe dàn dài như thế này để chuyển những cây quýt hôi này cho khách chợ Tết ở Hà Nội các bạn. Phải nói là quả cực kỳ luôn. Các bạn thấy cái xé quả rất là nhiều. Đây là những cái cây quýt hôi của nhà mình các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy. Đấy, tất cả đã được tủ cây được các bạn ạ. Các bạn nhìn thế này thôi, nhưng mà cây này nó tất cả chỉ có 4 cây thôi các bạn nhé. Quả nó gọi là siêu sai quả luôn. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Dạ. Ha, đẹp quá. 4 cây. Cây quay quýt hôi. Em biết. Đây các bạn thấy, đấy là cây quýt hôi đẹp luôn. Sai, nó sai quá các bạn ạ. Đây mỗi cây nhất. Mỗi cây nhất này phải tầm 2 tà quả các bạn. Các bạn thấy. Đấy, cây quýt rất là sai quả. Cây này phải tầm 8 năm tuổi các bạn ạ. Đây là những cây quýt hôi các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì mình đang ở dưới thị xã Thái Hòa. Những cái cây này sẽ được chuyển đi cho khách ở Hà Nội các bạn ạ. Đấy. Bạn thấy. Đây là giống quýt hôi các bạn nhé. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Cái cây quýt này thì để mà chơi Tết thì phải nói là hết ỉ luôn các bạn ạ. Đấy, thì các bạn nếu mà có nhu cầu cần giống quýt hôi này thì có thể liên hệ mình để đặt trước để có giống quýt hôi này các bạn ấy. Đấy, giống quýt hôi này thì nó rất là đẹp và quả nó ăn cũng rất là ngon. Có mùi thơm đặc biệt các bạn nhé. Và có vị ngọt thánh các bạn ạ. Đấy, quả thì phải nói là siêu quả luôn. Cái này rất là kinh khủng. Đây thì ở đây hôm nay mình chỉ xuất 4 cái cây này thôi, mà phải nói là cái cây này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. So với cây quất thì những cái cây này thì nó đặc biệt hơn nhiều. Tại vì từ lá, quả cho tới cây của nó to hơn, tốt hơn, quả nhiều hơn. Màu quả cũng rất là đẹp, màu mạ cực kỳ đẹp và ngọt. Và ngoài ra thì lá của nó còn có thể làm các loại gia vị cho thức ăn. Và vỏ của nó thì có thể là dùng làm thuốc ho. Và hạt của nó cũng thế. Các bạn thấy những cái cây quýt này thì đúng là siêu siêu quả các bạn ạ. Quả nó rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu về cái giống cây quýt hôi này thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ cung cấp cho bạn cái giống quýt hôi này. Đấy, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Các bạn thấy cái cây này nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đây mình phải dùng một cái xe đầu kéo dài như thế này để chở 4 cái cây này. Các bạn biết quả của nó kinh khủng thế nào. Đây, những cái cây này thì sắp được chuyển đi Hà Nội để giao cho khách các bạn. Đấy. À, mỗi một cây như thế này thì nó cũng không dễ vài chục triệu, nhưng mà thực sự mua một cái cây này về chứng Tết với cái giá đó thì mình thấy nó gọi là rẻ hơn nhiều so với mua đào chơi Tết hoặc là các cái giống đào khác mà mình đặt để thuê về chơi Tết các bạn nhé. Với một cái cây này, với cái giá thành và cái độ đẹp của nó thì các bạn phải thấy nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy,
Nếu mà các bạn có nhu cầu về cái cây giống quýt hơi này thì có thể là liên hệ với mình để đặt các bạn nhé. À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.